Hello, come back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. Let's go. Đây là một tựa game đỗ xe, khá là hay. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang thứ hai. Ở First Edge. Let's go. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ ba, Need for Speed Most Wanted. Let's go. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, ở Fresh Exchange. Let's go. Okay.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Như tiếng game của tựa game này nó hơi nhỏ một chút. Để mình sẽ xem sao. Ok. Càng về sau thì lái càng dài, đường càng dài và càng khó hơn. Ok, tiếp tục. Đó, về được rồi. Đoạn đường này thì dài hơn một chút rồi. Ở đây các bạn đâm vào thì sẽ mất trái tim. Đó là 3 lượt của các bạn. Rồi, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. CSR Rushing 2. Let's go. Thank you.
Try hard. So let you. Lại 10 tiền. Tiếp tục. Ở đây là nhiệm vụ để các bạn có thể kiếm tiền, kiếm những đồng màu xanh. Ok, được 10 vàng rồi. Sau đó các bạn có thể kiếm tiền rồi và mua cho mình những chiếc xe thật là đẹp. Rồi, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Need for Speed, No Limits. Let's go. Okay. Even fire. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. The Fast Nine. Đây là một tựa game đua xe khá đẹp trong những tháng vừa qua. Vừa đẹp lại vừa hay.
Và tựa game này thì nó hơi lặng một chút, cho nên là các bạn muốn chơi tựa game này thì cấu hình máy các bạn phải kiểm tra xem nó có đủ tiêu chuẩn để chơi tựa game này không. Ok. Let's go. Rocky Valley. Let's watch. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Rush Rally 3. Let's go. Good.
Bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Được rồi, bắt chim 2. Được rồi. Let's go. Có thể nâng cấp tiếp. Justin Fred này có vẻ đi rất là nhanh. Xe anh ta ngon lên xe mình rồi. Bóng vượt nào, ok. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Review Racing. Thank you.
wow, bị ôm ngay vào chiếc xe, đâm ra không vượt qua được. Để vượt qua chiếc xe đó đã. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Chris Rushing Bar. Wow, phiên bản đang update. Ok. Thank you.
Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.